Xin chào tất cả mấy anh em đang học nghề sửa xe gắn máy nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là chia sẻ cho mấy anh em mới học nghề ha, mới ra nghề, qua cách mà xử lý cái tình trạng mà xe mà nó bị mắc lửa, nhưng mà chúng ta không thể nào mà tháo được cái vô lăng ra, chúng ta thay cùng lửa, hoặc là những chiếc xe mà rim quay rồi á, mà bị hàn cái cần số nha anh em nè, cái cần số mà người ta hàn vô cái cốt rồi, chúng ta không tháo cần số ra, không tháo lóc được thay cùng lửa. Nhưng mà mình biết là cái xe này cháy cùng lửa. Như vậy thì mình làm sao để mà cái xe này nó nổ máy? Thì tại sao mình làm cái video này? Tại vì là cái video này là mình đang nhận lại một chiếc xe ha, của một khách nha anh em. Đó, người ta đi dọc đường, người ta hư cái xe. Thì thợ ở đó người ta cũng đo được là biết được là cái cùng lửa đã chết rồi. Nhưng mà nghe chủ xe nói là người ta không có cái đồ tháo cái vô lăng này. Ở đây là cái vô lăng cái nó nhỏ này ha, cái đăng nhỏ, thì người ta không có cái đồ tháo ra cho nên người ta không có làm xe nổ máy được. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mấy anh em những cái trường hợp như thế này nha, thì các bạn sẽ có cách mà làm cho xe người ta nổ ok nha anh em. Thì mình cũng phát hiện ra là cái vô lăng này người ta cảo rồi, hình như bị tụt răng rồi cho nên không có ra được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em làm nghề sửa xe nha. Nếu mà trường hợp mà những cái vô lăng mà chúng ta cảo không có ra, tất cả những xe ha, mà xe đánh lửa máy nha anh em, đó, xe đánh lửa máy mà chúng ta cảo vô lăng không có ra để thay cùng lửa, hoặc là những cái dòng xe rim quay mà cái cần số nó bị hàn trong cái lốc, hoặc là cái lốc bị gì đó anh em ngại không thể nào tháo được, thì hôm nay mình sẽ chỉ với anh em cách là đi mua cái cục IC. Anh em sẽ đi mua cái cục IC như thế này nha. Đây là IC đánh lửa bình nha anh em, đánh lửa bình. Thì nếu mà trên dòng rim quay á, ở trên chiếc xe mà rim quay của mình á, thì IC nó có là 5 chân, nhưng mà riêng cục IC này á, riêng cục IC này thì người ta thiết kế chỉ có 4 chân, riêng cái chân ở dưới cùng này bên tay phải nè, cái chân ở dưới cùng bên tay phải này thì nó không có nha anh em. Thì đây là cái dây mà cái dây lửa, dây đen sọc đỏ từ cái lốc máy lên người ta cắt bỏ rồi. Như vậy đối với những cái dòng xe rim quay á, thì anh em chỉ cần cắm cái này vào thôi, rim quay á, thì anh em chỉ cần cắm cái này vào, sau đó anh em lấy cọng dây đỏ này nối điện bình sau khóa là xe đã nổ máy nha anh em. Đó là rất đơn giản. Còn riêng trên cái dòng xe 50 này á, thì chúng ta phải đổi dắt nha. Cái xe này nó xài cái cục IC, cái dắt chúng mình dắt Atilai đó, mình phải đổi cái dắt ha, cái dắt rim quay. Còn những cái chân ở phía trên này, số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó là nó xài y cũ nha. Nhớ là nó đổi chỉ mỗi cái dây ở góc bên này thôi, đó là dây lửa nè. Bình thường là cái dây mâm lửa là từ dưới cái mâm điện này đúng không? Cái dây đen sọc đỏ này từ mâm điện này nó chạy vào cái chỗ cái chạy vào cái góc này, góc dưới đây. Được chưa? Rồi bây giờ là mình không xài. Mình đây là mình chuyển qua đánh lửa bình nha anh em. Màu đỏ. Thì anh em chỉ cần nối điện bình sau khóa nha. Chứ nếu mà anh em nối trước khóa là tắt khóa không có được đâu đó. Hoặc là anh em lấy cái cục IC của Atila cũng được nha. Đây là mình có cục IC dùng cái dắt riêng quay nè. Còn nếu không thì anh em lấy cục xe Atila thì anh em đấu vào ha, nó cũng nổ máy được. Thì mình chia sẻ cho cái cách mà xử lý cho mấy anh em mà mới ra nghề ha, ta làm chưa quen thì nhiều khi anh em cứ tập trung vô chỗ cái vô lăng này chúng ta tháo, cảo hàng cùng lum hết, mà nhiều khi anh em chưa có nghĩ tới công việc là chuyển đổi IC này nha anh em. Chuyển đổi xe rồi anh em làm vậy thì cho nó nhanh gọn lẹ ha. Đó, đó là cái cách mà kinh nghiệm mình chia sẻ cho mấy anh em mới ra nghề nha. Rồi cái video đến đây kết thúc nha anh em. Rồi xin chào tất cả mấy anh em nha.